Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây. Hôm nay mình mua được một cái tảng vú heo rất là ngon. Và mình quyết định hôm nay sẽ cùng cả nhà làm món vú heo nướng chao nha. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp và cùng thực hiện nha các bạn. Đây, trên tay của mình đang là một cái tảng vú heo nửa ký nha các bạn. Và nguyên liệu của chúng ta thực hiện rất là đơn giản. Chúng ta cần sả, tỏi, một ít bột ngọt và một ít đường. Nguyên liệu không thể thiếu đó là chao nha các bạn. Cái này là mình mua chao môn ở Việt Nam. Và một ít sơ tái ớt. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha. Khi mình xắt chú heo các bạn cũng đừng có xắt miếng quá dày. Như vậy mình nướng nó sẽ lâu chín. Mình xắt cũng đừng quá mỏng thì cái miếng vú của mình nó sẽ không có độ béo. Sắc tới khoảng vừa phải thôi các bạn ạ. Sắc tỏi nha các bạn. Tỏi mình sẽ sắc nhuyễn ra để ớp vào cho nó thơm. Mình sẽ cho thêm một trái ớt cho nó ớt tươi cho nó thơm nha các bạn. Đây, sau khi mình đã băm tỏi và xả xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành ướp. Đây là vú heo mình đã sắc. Đây mình sắc mỗi miếng vừa phải như vậy. Đây, bây giờ mình sẽ đổ vú heo vào. Mình sẽ cho tỏi. Mình sẽ trộn tỏi. Hơi mặt tay nó bị rơi ra ngoài và xả ớt mình sẽ có cho vào luôn. Đây là chao nha các bạn. Chao này thì mình đã dầm nhuyễn ra rồi và mình sẽ cho khoảng 2 muỗng chao thôi, tại vì trong cái chao nó đã có vị mặn rồi các bạn.
mình thì làm quen rồi cho nên mình ước lượng khoảng chừng là hai muỗng chao. Và tiếp theo đó là bột ngọt trà đường. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Rất là thơm rồi các bạn. Vú heo nướng chao là một trong những cái món nhậu nha các bạn. Nhưng mà mình ăn thì nó rất là bổ dưỡng. Mình cũng có thể là bổ sung vào cho những bữa cơm gia đình. Nhưng mà cái món này là đúng là phải liệt vào những cái món nhậu. Đây, mình đã trộn đều rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ, cuối cùng chúng ta sẽ cho một ít ớt sa tế vào để cho cái vú heo mình nó mướt các bạn. Và khi mình nướng nó sẽ không có bị khô vú heo. Ớt sa tế. Chao và trong ớt sa tế nó đều có cái vị mặn rồi cho nên mình sẽ không có bỏ thêm bột nêm hay là muối nha các bạn, chỉ như vậy là vừa ăn rồi, để cho vú heo khi mà nướng nó sẽ không có bị khô. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên và để trong vòng 15 phút. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món vú heo nướng rồi đó các bạn. Quá trình ốp đã thực hiện xong rồi, bây giờ chỉ cần đem vỉ lên nướng và mình ăn cùa kèm với rau cải và sẽ ăn kèm với bún nha các bạn. Đây các bạn xem, nhìn rất là bóng, rất là thơm và rất là mướt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy và ốp trong vòng 15 phút, sau đó chúng ta sẽ đem đi nướng nha các bạn. Bây giờ vú của chúng ta đã chín rồi đó các bạn, có thể thưởng thức rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem mình làm gia vị của nó có vừa đủ hay không nha các bạn, có mặn lạt gì hay không nha, để chúng ta còn lần sau chúng ta còn điều chỉnh nha. Đây mình sẽ lấy một ít chao. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một ít rau sống. Đây là lá cái tô các bạn. Còn đây là rau kinh giới. Rau kinh giới thường thường chúng ta ăn bún riêu, ăn rau kinh giới rất là ngon. Và đây là rau bạc hà. Mình sẽ cho một ít bún vào đây. Và cuối cùng là mình sẽ cho một miếng vú heo vào. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn lại. Cùng thưởng thức nha các bạn. Đây mình mời các bạn. Vú heo rất là giòn. Gia vị của mình vừa đủ rồi các bạn à. Rất là ngon. Mời cả nhà ăn với mình nha. Rất là ngon các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn này nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.
Thân ái xin chào và hẹn gặp lại các bạn.